trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết rằng ta đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới một vì sao. Đường đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Chúng ta lại chuẩn bị chinh chiến. Cứ 12 giờ đêm là lên đây là chinh chiến thôi, đúng không? Đấy, rồi, giờ đúng là giờ linh giờ thiêng luôn. Bye bye ngày cũ và hello ngày mới là chúng ta lại gặp nhau. Đấy ạ, và chúng ta lại tiếp tục cái hành trình ôn thi của chúng mình, đúng không ạ? Còn có 63 ngày nữa thôi, nên là phải chăm chỉ lên các bạn ạ, không còn thời gian nữa đâu. Không còn thời gian để cho chúng ta chần chừ và cũng không còn nhiều thời gian để cho chúng ta lơ là hay là chúng ta bình chân như vại nữa. Đừng là những chú thỏ nhởn nhơ ngắm hoa bắt bướm ở ven đường mà mình đi, mà hãy như chú rùa. Dù bò chậm thôi nhưng mà chúng ta vẫn dành hết tất cả cái sức lực mà mình có để có thể hướng về đích. Cái kết quả mà chúng ta nhận được nó có thể không huy hoàng nhưng ít nhất là nó đáng tự hào đối với những năm tháng thanh xuân của các bạn. Ok, thế nhá. Rồi ạ. Và ok, các bạn check giúp cô âm thanh, ánh sáng, hình ảnh ok chưa? Để chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, âm thanh là cô nghe thấy là ok rồi đấy. Còn tinh thần của các bạn ok chưa thì còn phải chờ cái sự sẵn sàng của các bạn ở đây. Nào, ok, comment sẵn sàng giúp cô. Và cũng đừng quên ủng hộ cô Dương bằng một chia sẻ nếu như các bạn cảm thấy bài giảng này hữu ích để có thể lan tỏa đến với mọi người. Ok ạ, và các bạn sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Nó sẵn sàng chưa nào? Đêm hôm rồi cái tinh thần nó phải hồ hởi lên, nó phải gọi là sung sức lên. Tuổi trẻ 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu mà cứ ẻo à ẻo à. Bên cạnh đó là cũng sắp thi rồi mà thấy cái tinh thần nhợt nhạt. Nó ít nhất là đêm qua khi mà cô livestream ấy thì cũng có tiền, cũng có xxxx bạn học rồi. Nghĩa là cái số lượng nó cũng gọi là nhiều nhiều lên theo ngày rồi. Và cũng sẽ kiên trì như thế này. Thì các bạn nào cố gắng lên nhá, nỗ lực lên nhá. Ok ạ. Ok. Và đó chính là cái khởi động tinh thần cho các bạn. Giờ các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ vào bài học thôi. Và trưa nay cô có giảng cho các bạn cái phần 1 của chính cái câu thơ đầu này. Và cô có nói với các bạn là cái nội dung này á, nó sẽ trả lời cho câu hỏi là đất nước có từ bao giờ và đất nước có từ đâu. Vậy thì trưa nay cô đang nói đến cái đoạn là đất nước lớn lên. Và không biết là các bạn còn nhớ cái câu hỏi của cô mà dành cho các bạn không. Cô có hỏi bảo nói với các bạn rằng là ở những cái câu trên ấy, khi nói về đất nước nhá, đây à, đất nước đã, đất nước có rồi này, đất nước có trong này, đấy, đất nước bắt đầu này, đó. Thì cô có nói với các bạn là đến cái câu này cô đang nói dở các bạn ở cái câu này. Và cô có hỏi các bạn rằng là tại sao không phải là đất nước bắt đầu khi dân mình biết chồng tre mà đánh giặc, đất nước có trong truyền thống đánh giặc của cha ông ta, mà lại nói là đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng tre mà đánh giặc. Không biết là các bạn đã có cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô vào cái buổi livestream trưa nay không? Cô thường hay livestream vào trưa lúc 12h15 đến 1h và đêm lúc 12h đến khoảng tầm 12h45 hoặc là 1h tùy từng nội dung của bài giảng. Nhưng trung bình sẽ rơi khoảng tầm từ 45 phút đến 1 tiếng.
Đấy, rồi, đang live stream trực tiếp nha các má. Rồi, đang live stream trực tiếp, live stream mà xinh đẹp như thế này, gọi là hồ hởi như thế này, đứng ở đây như thế này thì chắc chắn phải là live stream trực tiếp rồi, đúng không ạ? Nào, trách giúp cô trả lời cho cô câu hỏi mà trưa nay cô có hỏi các bạn đấy. Thôi rồi ôi. Nào, trưa nay cô có hỏi bạn là tại sao không phải là đất nước bắt đầu khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Đất nước có trong truyền thống đánh giặc của cha ông ta, mà lại nói là đất nước lớn lên. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Thì khi mà bạn phân tích cái câu này này, à và cô nhắc lại cho những bạn nào mà chưa xem buổi live stream trưa nay nhá. Cô nói với các bạn là trong cái quá trình mà cô phân tích và tìm hiểu tác phẩm ở những buổi live stream trưa và đêm như thế này này, là cô sẽ đi nâng cấp lên từ cái kiến thức nền mà bạn đã được thầy cô trang bị ở trên trường. Kiến thức nền đấy mà các thầy cô đã trang bị ở trên trường. Trong những buổi live stream này thì cô sẽ gọi là bổ sung thêm nội dung. Nhớ nhá, bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm nội dung để các bạn phân tích. Đấy, còn sẽ không phân tích từ nền phân tích đi, cũng không phân tích tiết trừ từ câu 1, mà cô đã dựa vào cái kiến thức nền của các bạn có trước đây rồi để bổ sung và nâng cấp hỗ trợ cái kiến thức đấy, để cho các bạn có thêm nội dung để phân tích, chứ không phải là phân tích từ A đến Z, mà giờ là phân tích từ từ phân tích từ M đến Z. Nghĩa là bạn phải có từ A đến M rồi thì bắt đầu là có từ M đến Z, được chưa ạ? Không, bạn nói rằng là tại sao cô lại phân tích những cái ý mà thầy cô không nói, hoặc là em chưa biết, nghĩa là cái này là đang nâng cấp lên, đang bổ sung thêm, hỗ trợ thêm cái kiến thức vốn có mà chúng ta đã xây dựng từ đầu năm đến bây giờ rồi, được chưa? Thì buổi live stream trưa nay cô đã nói về ba cái câu đầu này rồi, còn bây giờ cô sẽ tiếp tục nói về những cái câu còn lại. Thì khi vào phân tích cái này, ngoài cái việc là đất nước lớn lên từ truyền thống đánh giặc, cái câu này nội dung của nó là gì? Cái câu này nội dung của nó ấy, đó chính là đất nước lớn lên với truyền thống đánh giặc của cha ông ta. Đây chính là truyền thống, đất nước lớn lên từ truyền thống đánh giặc. Truyền thống đánh giặc của cha ông ta. Nhưng mà đây là cô chú ý với các bạn một chút là các bạn bình giúp cô, bởi văn cô nó thiên về bình mà, văn cô Dương thiên về lý luận và bình mà. Nên cô muốn cho các bạn bình cho cô cái từ lớn lên một tí. Nào, lớn lên. Ở cái câu 1 buổi trưa nay cô phân tích cho các bạn ấy, cô nói các bạn là tại sao không nói là khi ta sinh ra đất nước đã có rồi, mà lại nói là khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Các bạn còn nhớ nội dung mà trưa nay cô phân tích không ạ? Ôi chưa có nhớ không? Ôi, trưa nay tôi phân tích cái gì? Trưa nay cô phân tích cái gì ấy nhỉ? Trưa nay cô có nói một cái nội dung này, khi mà bổ sung cái phân tích cho các bạn ở cái câu thơ 1 là khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, thì cô nói rằng là tại sao không viết là khi ta sinh ra. Khi ta sinh ra, đấy, khi ta sinh ra đất nước đã có rồi, đất nước đã có rồi, mà lại là khi ta lớn lên. Vậy cái từ lớn lên này này, nó cũng có ý nghĩa gì? Đó, còn nhớ không? Bạn nào có thể nhắc lại cho cô cái nội dung trưa nay cô nói này. Cái từ lớn lên nó có ý nghĩa là gì? Lớn lên nó có ý nghĩa là, các bạn thử hình dung về các bạn nhé, khi các bạn sinh ra ấy, còn là một đứa trẻ rất là ngây thơ, rất là trong sáng. Trong cái quá trình mà bạn lớn dần lên ấy, bạn sẽ hiểu thêm được nhiều điều, bạn sẽ biết thêm được nhiều cái kiến thức, bạn cũng sẽ trưởng thành hơn về mặt thể xác và nhận thức, cũng như là cái tri thức ở bên trong các bạn. Có đúng không ạ? Vậy nó là một quá trình gì ạ? Nó là một quá trình vun đắp, nó là một quá trình gọi là trưởng thành, nó là một cái quá trình mà đi từ một cái đứa trẻ vừa mới nằm nôi để lớn lên thành một người to lớn, đúng không ạ? Đấy, vậy thì các bạn hình dung cho cô nhé. Tương tự như thế, tương tự như thế, các bạn có thể để ý từ đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc được không? Tương tự với cái ý nghĩa na ná như vậy. Thì có thể này, đất nước của chúng ta ấy, nếu như nhìn về lịch sử thì các bạn để ý này, lịch sử ngày xưa của đất nước ta ấy, chỉ là đất nước gì ấy? Đất nước chỉ còn đây, đất nước Việt Nam sẽ như thế này, đúng không? Đấy, vòng như thế này, được chưa ạ? Đây, to này, vòng này. Đấy, cô vẽ thì hơi xấu một tí. Thì trên đây này, cái vùng địa lý trên đây là tu khủng, đúng không?
Ngày xưa đất nước chúng ta chỉ là một cái vùng nhỏ 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 ở đây thôi. Đấy, đúng không ạ? Xong rồi tuy cái vùng nhỏ nhỏ này này lại còn bị xâm chiếm chia rẽ rất nhiều. Xong rồi đến cuối cùng chúng ta mới tiến được đến đây. Xong bắt đầu là mới tiến được đến đây. Xong bắt đầu là mới tiến được đến dưới đây. Đấy thì các bạn thấy là có phải là một cái quá trình lớn lên không ạ? Hả? Đấy có phải là một cái quá trình lớn lên không? Đất nước Việt Nam, đất nước Nam Việt của chúng ta ngày xưa, đất nước Đại Việt của chúng ta ngày xưa. Trời ơi. Thế mà kêu em chuyên sử. Đang ở đâu đây? Ai chuyên sử ở đây nào? Có đúng là như vậy không ạ? Thế có phải là nó đang nói về cái quá trình lớn lên của đất nước về diện tích đúng không ạ? Được chưa? Thế tại sao nói là khi ta sinh, đất nước sinh ra, khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc, có nghĩa là khi mà đất nước, khi dân ta biết, nếu như ở trên câu này, đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể, nghĩa là trong những lời ru của mẹ, trong những lời ru của bà là chất chứa đất nước, đúng không ạ? Là có bóng hình của đất nước, là có những cái điều hay ý đẹp của đất nước tồn tại trong đấy. Thì nói đất nước bắt đầu với miếng trầu bà, nghĩa là miếng trầu là nơi bắt đầu của hình của đất nước để kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Thì cái từ đất nước lớn lên này này, nó cũng có ý nghĩa là gì? Đó chính là cái quá trình lớn lên về diện tích đất nước. Và nó cũng là quá trình trưởng thành trong những cái phong tục tập quán, trong những cái nếp sống, trong những cái điều hay, trong những cái phẩm chất. Nghĩa là đất nước lớn lên nghĩa là vừa lớn lên và vừa vững mạnh. Và gắn với biết trồng tre mà đánh giặc, nghĩa là đất nước lớn lên, đất nước mạnh hơn, đất nước vững hơn là nhờ và từ truyền thống đánh giặc. Vậy từ đó chúng ta sẽ hình dung một điều là gì? À, khi mà đất nước chúng ta còn là đất nước Nam Việt thì các bạn thấy rằng là đất nước nhỏ bé, nhưng nhờ vào cái truyền thống đánh giặc, bảo vệ biên cương, mở bang mở cõi thì đất nước đã lớn dần lên để cho chúng ta ngày hôm nay có một cái biên cương vững mạnh như thế này, có một dải đất cong cong hình chữ S như thế này. Đó chính là ý nghĩa của từ lớn lên mà các bạn có thể đưa vào để các bạn phân tích ý nghĩa của cái từ lớn lên ở trong cái câu thơ. Và mình nói tại sao không phải là sinh ra khi ta sinh, đất nước sinh ra khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc. Nó khác hoàn toàn với đất nước sinh ra khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc. Có nghĩa là cái truyền thống đánh giặc là sinh ra đất nước. Nó khác hoàn này. Cái nghĩa là đất nước có trong miếng trầu, nghĩa là đất nước có trong truyền thống. Nhưng không, mà truyền thống đánh giặc, truyền thống giữ gìn biên cương bờ cõi, nó đã giúp đất nước lớn lên. Từ cái truyền thống đánh giặc bảo vệ quê hương đất nước đã giúp đất nước lớn hơn và vững mạnh hơn. Đấy là ý thứ nhất mà các bạn có thể đưa thêm vào để có thể phân tích cho cái câu này. Thứ hai nữa đó chính là gì? Đó chính là biết trồng tre đánh giặc. Các bạn để ý cho cô, biết cho cô cái từ trồng tre đánh giặc. Trồng tre đánh giặc nó là phẩm chất, cũng như là nó là truyền thống, nó là truyền thống của dân tộc ta bao đời này, truyền thống. Nhưng trong cái truyền thống này này, nó chất chứa cái gì? Truyền thống giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Truyền thống là khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Rồi đó là những, đó là cái tinh thần vun thành những ngọn sóng lớn để nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước. Thì đấy chính là cái truyền thống đánh giặc. Nhưng ẩn trong cái truyền thống đấy, bà để ý cho cô này, tại sao không phải là đất nước lớn lên khi dân mình biết đánh giặc, đất nước lớn lên khi dân mình biết gìn giữ biên cương, mà lại nói là dân mình biết trồng tre? Ở đây các bạn để ý cho cô hình ảnh cây tre và trồng tre. Đấy, tre nó chính là biểu tượng, tre nó chính là biểu tượng cho phẩm chất và con người Việt Nam. Loài tre đâu chịu mọc cong, là bởi lẽ như vậy, vươn thẳng, vươn cao, không đứng chỗ khuất, mà không đứng bóng râm, mà vươn ra ánh sáng.
cũng giống như phẩm chất của con người Việt Nam, luôn luôn vươn lên kiên cường và vững mạnh, luôn luôn vươn lên trời xanh và hướng tới trời xanh. Thì đó chính là gì ạ? À, đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Có nghĩa là nhân dân mình nhận thức được, biết được, hiểu được cái phẩm chất của con người Việt Nam, để từ đó giữ vững cái phẩm chất đấy, phát huy cái phẩm chất đấy, tôn đẹp cái phẩm chất đấy. Còn nghĩa thứ hai của cái từ trồng tre này, đấy thì các bạn sẽ lưu ý cho cô thêm một cái nữa từ cái hình ảnh trồng tre. Các bạn để ý cho cô này, trong ca dao có một câu đó chính là gì ạ? À? À, đó chính là cái việc mà trồng tre. Trồng tre nó là một cái quá trình dài lâu. Nó là một cái quá trình dài lâu. Đúng không ạ? Nó là một quá trình dài lâu. Mà thế để được một cây tre vươn lên á, thì nó phải mất đến 4-5 năm để đâm rễ sâu xuống lòng đất. Sau đó nó chỉ mất gọi là một đêm có thể cao lên được 30-40cm. Nó nói về cái gì ạ? À? Nó nói về cái sự kiên trì. Nó nói về cái gốc cội nguồn. Vậy thì nói về cái hình ảnh là trồng tre này, nó còn ký thác cái gì đó? À, nó còn ký thác về cái sự bền bỉ của con người Việt Nam. Có đúng không ạ? Nó còn ký thác cái sự bền bỉ của con người Việt Nam, cái sự nhẫn nại của con người Việt Nam, cái việc biết cúi mình của người Việt Nam. Đó không ạ? Thì đó chính là hình ảnh cây tre. Và các bạn cần lưu ý, đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Trồng tre, tre chính là biểu tượng cho phẩm chất cốt cách của người Việt Nam. Trồng tre có nghĩa là biết kiên trì, biết bền bỉ, biết cúi đầu, để từ đó vươn lên, để có một cái sức mạnh khởi sinh. Rồi trong đây có truyền thống đánh giặc. Khi đọc cái câu thơ này xong, hình ảnh tre làm cho chúng ta nhớ đến một cái hình ảnh. Đó chính là gì? Đó chính là thánh gióng. Đấy, đánh cái câu này các chúng ta sẽ phân tích đó chính là gì? À, hình ảnh thánh gióng đánh giặc, đuổi giặc Ân. Rồi trong cái câu chuyện thánh gióng này, cô vừa mới là phân tích cho các bạn buổi trưa nay ở cái hình ảnh là ngày xửa ngày xưa. Ngày xửa ngày xưa chính là sự hiện diện của những câu chuyện cổ tích, của những truyền thuyết, của những cái tích truyện. Và trong mỗi cái tích truyện ấy, thì bạn nhớ cho cô là gì? Trong mỗi cái câu chuyện cổ tích, trong mỗi cái câu chuyện truyền thuyết, trong mỗi cái sự tích, nó đều chất chứa một bài học. Và bài học đấy xuất phát từ cái mong muốn của con người, cái lời răn dạy của thế hệ đi trước. Buổi trưa nay vừa mới phân tích xong, khi mà chúng ta đọc đến chuyện tấm cám, thì chúng ta sẽ có một cái thông điệp, có một cái bài học mà chúng ta rút ra được. Đó chính là gì? À, đó chính là ở hiền thì sẽ gặp lành. Rồi những người tốt thì cũng sẽ có những kết cục tốt. Chúng ta không nên tham lam, chúng ta phải sống thiện lành. Thế nên trong bài chuyện cổ nước mình của nhà thơ Phan, của nhà thơ Lâm Mỹ Thả có viết: tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp lành, người ngay thì gặp kẻ tiên độ trì. Mang theo chuyện cổ nước tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa, con sông chảy có dạng dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi như dòng sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Nghĩa là chuyện cổ tích, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, nó là sự hiện diện của những gương mặt ông cha. Khi chúng ta đọc vào cái câu ca dao đấy, cái sự hiện diện về cội nguồn, cái sự hiện diện của những thế hệ đi trước, nó được rõ hơn để chúng ta thấm thía, chúng ta vun vào cái tâm hồn của mình những cái bài học đó, những cái lẽ sống đấy. Và ở đây một lần nữa các bạn lại thấy cái sự hiện diện của một câu chuyện, đó chính là gì ạ? Truyền thuyết thánh gióng. Vậy trong truyền thuyết thánh gióng và sự hiện diện
của thánh gióng ở đây nó cho chúng ta những cái ý nghĩa gì? Thứ nhất, nó không đơn thuần chỉ là cái truyền thống đánh giặc của cha ông, bảo vệ biên cương, bảo vệ đất nước của dân tộc, mà nó còn hiện lên những cái phẩm chất rất tốt đẹp của con người Việt Nam nữa. Đó chính là gì? Đó chính là sự chung sức và đồng lòng. Đấy chính là sự chung sức và đồng lòng. Sự chung sức và đồng lòng nó được hiện diện ở đâu? Nó được hiện diện ở cái này này. Khi mà thánh gióng ấy nói với mẹ là ra mời sứ giả vào đây cho con, thì sau cái cuộc trò chuyện với sứ giả đấy thì thánh gióng lớn nhanh như thổi. Một bữa ăn đến gọi là ăn rất nhiều. Thế nên người dân làng gióng mới chung lại 7 nong cà, 3 nong gạo để nuôi thánh gióng. Vậy cái việc mà cả người dân, cả làng gióng chung tay lại để nuôi thánh gióng, người anh hùng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, đánh đuổi giặc Ân, thì người anh hùng đấy lớn lên từ đâu ạ? Người anh hùng làng gióng lớn lên từ sự chung sức đồng lòng của cả làng gióng đã nuôi cho thánh gióng lớn. Vậy thì cái việc mà thánh gióng có thể trở thành biểu tượng như vậy cho của người, của cả làng gióng như vậy, thì là từ đâu ạ? Từ sự chung sức và đồng lòng của nhân dân. Vậy thì nó đã ký thác cho chúng ta gì? Chúng ta, đất nước chúng ta lớn mạnh là nhờ vào sự chung sức đồng lòng. Đất nước chúng ta có những con người vĩ nhân, có những con người đã làm nên lịch sử là xuất phát từ nhân dân, do sự yêu thương cưu mang đùm bọc của nhân dân. Có đúng không ạ? Vậy thì truyền thống đánh giặc này này là xuất phát từ nhân dân. Có những con người đã trở thành biểu tượng là nhờ vào công sức của nhân dân. Bên cạnh đó, hình ảnh cây tre đó còn là biểu tượng của cái gì ạ? Phẩm chất của con người ký thác vào trong đó. Và các bạn thấy rằng là thánh gióng, đến khi mà roi sắt gãy ấy, thì đã nhổ cái bụi tre ở bên đường để đánh đuổi giặc. Vậy thì đấy là cái vũ khí mà thánh gióng sử dụng để đánh đuổi quân thù ấy, cũng là từ công sức vun trồng của nhân dân. Thế mới nói rằng tư tưởng đất nước của nhân dân trong thơ của Nguyễn Khoa Điểm xuyên suốt cả mạch thơ. Ở đâu cũng thấy dáng hình của nhân dân, ở đâu cũng thấy những phẩm chất của nhân dân. Thế mới nói đất nước có từ bao giờ và đất nước có từ đâu? Đất nước có từ khi ta nhận thức được về đất nước, và bao thế hệ nay đã nhận thức được điều đấy. Và đất nước có từ nhân dân. Ngay kể cả truyền thống thôi cũng xuất phát từ nhân dân. Và đó chính là cái câu này. Các bạn có thể phân tích thêm như vậy. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc. Và ở trong ba cái câu này này, thì các bạn lưu ý giúp cô một điều như sau. Các bạn có thấy cái gì đặc biệt trong ba câu này không? Điều đặc biệt ở trong ba câu này, thứ nhất là đều cho danh từ đất nước đứng đầu câu. Và sau đó là sự hiện diện của đất nước trong dáng hình của nhân dân, phẩm chất của nhân dân, ước mơ của nhân dân, khao khát của nhân dân. Có nghĩa là đất nước gắn liền với những ước mơ, đời sống tinh thần, tất cả thuộc về nhân dân. Và đó chính là ba cái câu này mà các bạn có thể phân tích vào. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với năm cái câu còn lại. Nhanh lên không hết giờ mất, đúng không? Cô chỉ có gọi là 45 phút đến gọi là 1 tiếng để trao đổi các bạn thôi. Bởi vì thật sự là cô cũng không thể dạy muộn được. Bởi vì thứ nhất là khi mà cô bắt đầu lên live, cô dạy đêm như thế này là một sự nỗ lực lớn. Bởi vì này, con cô đang ngủ ở trong phòng, mà chỉ có một mình em bé ngủ ở trong phòng thôi. Nên là nếu như cô dạy lâu quá thì em bé thì nó hay dẫy. Đấy, nhiều khi sợ nó dẫy, nó rơi xuống đất cái thì chết. Đấy, bé theo nhà cô đã rơi từ giường xuống đất mà bị gãy tay ấy. Nên nhiều khi cô dạy này cô sợ lắm. Cô dạy này, thứ nhất là cô dạy này là cô phải đóng kín phòng lại để cô bật ánh sáng, mới lại để cho nó không bị vang. Bởi vì đêm rồi nó rất là vang. Các bạn thấy cô nói một âm lượng rất là lớn không?
Đó, nên là nhiều khi là sợ em nó dậy là sẽ phải đóng cửa để cho nó kín. Thật sự là khi mà cô đóng cửa này cô cũng sợ lắm. Bởi vì cô đóng cửa này mà nó mà khóc ở bên kia là cô cũng không biết. Mà nó mà ngã ở bên kia là cô cũng không biết luôn. Thế là cố gắng. Đấy là cô đã nói là cô đã rất là nỗ lực để có thể dạy rồi. Nói thật với bạn như vậy. Ban ngày bé nhà cô đi học thì không nói làm gì. Nhưng mà ban ngày thì cô cũng phải đi làm nữa. Cô cũng phải làm những công việc của cô nữa. Cô cũng phải dạy nữa. Cô cũng phải đi viết sách nữa. Nên là rất là vất vả. Cô cũng tranh thủ buổi trưa là cô dạy các bạn rồi đấy. Còn sớm hơn thì không được. Bởi vì sớm hơn thì cô phải dạy nhóm kín. Từ 8 giờ đến 10 rưỡi là cô phải dạy nhóm kín. Mà dạy xong thì phải nghỉ một chút. Chứ là không làm sao mà dạy luôn được. Thế là để dạy được cái livestream lúc 12 giờ này, nó là một sự nỗ lực cực kỳ lớn. Nên là các bạn thông cảm nhá. Rồi phải thật sự thông cảm. Cô cũng đã rất nhiệt huyết với các bạn rồi. Cô cũng rất là nỗ lực và cố gắng. Cũng rất là chăm chỉ rồi. Làm gì có ai 12 giờ đêm đứng ở đây để dạy cho các bạn nữa đâu. Nên là các bạn cũng cố gắng lên. Cô cũng mong rằng là với cái sự nhiệt huyết của mình, với cái tâm huyết của mình, với cái sự chân thành của mình, 12 giờ đêm vẫn đứng đây livestream hỗ trợ các bạn, để cho vất con ngủ một mình ở bên kia. Nên các bạn cũng sẽ trân quý cái điều đấy, để các bạn có thể chăm chỉ nỗ lực hơn và có một cái động lực trong cái quãng thời gian sắp tới. Bởi vì đâu đó còn có 60, 61, 62 ngày nữa thôi. Nó cũng không còn là nhiều và nó cũng không còn là dài. Nên là mong các bạn thật sự cố gắng. Cô biết là các bạn cũng rất là áp lực. Nhưng mà hãy nghĩ rằng đây là cái khoảng thời gian áp lực cuối cùng trong cái cuộc đời học sinh của các bạn. Nên là hãy cố gắng bằng tất cả những gì mà mình có thể nhé. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ đến với những câu tiếp theo. Tóc mẹ thì mới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên. Hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần dàm. Đất nước có từ ngày đó. Các bạn có thấy một cái điều đặc biệt ở trong cả cái đoạn thơ này, trong chín cái câu này là gì không ạ? Chính cái gì cái câu này? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Ok. Rồi khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Nghĩa là khi ta sinh ra, khi ta khôn lớn, khi ta trưởng thành là đất nước đã có rồi. Rồi đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Ở trong đây cái câu trồng tre đánh giặc này, nó xuất hiện hình ảnh thánh gióng đúng không ạ? Đấy, thánh gióng. Mà các bạn để ý cho cô này, thánh gióng thì có xuất hiện hình ảnh người mẹ ở đây không ạ? Có nha, người mẹ nha. Rồi tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Rồi các bạn ấy, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Khi nói đến gừng cay muối mặn, đó chính là cái sự cay đắng ngọt bùi, cái sự nhẫn nhịn trong cái cuộc sống của con người. Mà nói đến sự nhẫn nhịn thì bao giờ cái sự nhẫn nhịn của người phụ nữ Việt Nam nó cũng rất là lớn. Và nó cũng là sự hiện thân của người mẹ Việt Nam. Tiếp theo này, cái kèo, cái cột thành tên. Hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng. Các bạn thấy rằng là cái hình ảnh mà người mẹ, người bà, người con gái mà đứng giá gạo ấy, nó là một biểu tượng đẹp trong văn hóa của người Việt Nam rồi. Vậy ở đây nó cũng xuất hiện bóng dáng của người bà, đúng không ạ? Bóng dáng của người bà, bóng dáng của người mẹ. Đấy, trong cái việc gọi là giá gạo, xay gạo. Đất nước có từ ngày đó. Vậy bạn thấy một điều nhé, cái điều đặc biệt ở trong cái khổ thơ là gì? Cô có thường hay nói với các bạn là khi mà các bạn đi phân tích ấy, các bạn hãy cố gắng tìm luận điểm và phân tích, trình bày cái đoạn thơ mà mình phân tích theo luận điểm. Đấy, nếu như mà bạn không phân tích luận điểm thì cái luận điểm mà cô sắp nói này nó khó để các bạn làm rõ lắm. Bởi vì nó xuất hiện trong hầu hết tất cả những cái câu thơ này. Các bạn thấy ở đây ấy, phần lớn những câu thơ ở đây đều cho thấy xuất hiện và cho thấy hiện diện một hình ảnh của người bà và người mẹ. Đúng không? Mà bà và mẹ là cái gì của người Việt Nam nhỉ? À, là của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam. Vậy tại sao nhá? Trong cái đoạn thơ 1 này này, nó lại cho cái sự xuất hiện của những người bà và người mẹ một cách nhiều như vậy. Đúng không? Ngay kể cả hình ảnh thánh gióng, nó cũng là sự hiện diện qua một cái lăng kính dưới góc nhìn, cũng cho thấy bóng dáng của một người mẹ. Đó chính là một người mẹ mong có con. Các bạn đã đọc truyền thuyết thánh gióng chưa? Rồi đúng không ạ? Là gì? Là gì?
Là gì hả các bạn? Là ngày xưa có hai vợ chồng lấy nhau đã lâu rồi mà không có con. Đấy, đến một hôm đi rừng thì thấy một bàn chân rất là to. Thế là người mẹ mới đặt chân mình vào cái bàn chân đấy. Và sau đó là về có mang thánh gióng. Đấy, thế bắt đầu đến cậu bé sinh ra 3 tuổi rồi mà không biết nói, không biết rằng. Bỗng một hôm thì sứ giả đi qua. Đó, còn nhớ cái câu chuyện đấy không? Chưa được quên rồi. Đấy, thế nó cũng vẫn xuất hiện cái bóng dáng của người mẹ, ước mơ của người mẹ, khao khát của một người mẹ. Vậy thì cái dáng hình, cái bóng hình, cái hình ảnh mà xuyên suốt ở trong cái khổ thơ này á, đó chính là dáng hình của người phụ nữ Việt Nam. Đúng không ạ? Đấy, dáng hình của người phụ nữ Việt Nam. Thì đây chính là một cái nét đặc biệt của thơ Nguyễn Khoa Điểm. Và cũng là vẻ đẹp của văn học Việt Nam. Đấy, vẻ đẹp của văn học Việt Nam. Cô đã nói với các bạn một điều là khi mà cô phân tích cho các bạn những cái buổi như này này, là cô phát triển lên từ những kiến thức nền mà các bạn đã có. Nên là cô sẽ thiên về bổ sung và hỗ trợ cái kiến thức của các bạn. Đấy, thế nó sẽ có những cái mà nó mang tính chất gọi là sâu hơn một tí. Và để ý này, đây chính là vẻ đẹp của người Việt Nam. Đó chính là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tố Hữu đã từng nói là tôi yêu đất nước và nhân dân tôi. Tôi viết về đất nước và nhân dân tôi như viết về người đàn bà tôi yêu. Thế tại sao lại nói về tình yêu đất nước như nói về tình yêu với một người đàn bà? Đấy, tôi yêu đất nước và nhân dân tôi. Tôi viết về đất nước và nhân dân tôi như viết về người đàn bà tôi yêu. Thế tại sao viết về đất nước tôi, viết về nhân dân tôi lại như viết về người đàn bà? Người đàn bà chính là dáng hình của người phụ nữ Việt Nam. Đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Điều đấy cho chúng ta một cái liên tưởng gì? Điều đấy cho chúng ta một cái suy ngẫm gì? Điều đấy cho chúng ta một cái nhận thức gì? Cái nhận thức thứ nhất, tất cả chúng ta đều được sinh ra bởi những người phụ nữ Việt Nam. Đúng không ạ? Đấy. Chúng ta được sinh ra bởi những người phụ nữ Việt Nam. Sinh ra bởi những người phụ nữ Việt Nam. Có một điều đặc biệt là đất nước Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới có người mẹ Việt Nam anh hùng. Có đúng không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là người ta thường hay nói rằng là hãy cho tôi biết về người phụ nữ của đất nước bạn. Tôi sẽ nói cho bạn biết đất nước của bạn như thế nào. Nó cũng na ná như cái câu, nó cũng có ý nghĩa với hình ảnh người phụ nữ trong câu nói của Tố Hữu. Đúng không ạ? Có nghĩa là đất nước được hiện diện dưới hình ảnh của những người phụ nữ. Mà những người phụ nữ Việt Nam ấy là những người phụ nữ chân lấm tay bùn, là những người phụ nữ chịu thương chịu khó, là những người phụ nữ hy sinh cho chồng cho con, là một người những người phụ nữ cam chịu và nhẫn nhục. Và đất nước Việt Nam là một đất nước như thế, là một đất nước cam chịu và nhẫn nhục dưới bao nhiêu gót ngựa giày xéo của dân, của quân thù. Đất nước Việt Nam là một đất nước kiên cường. Đất nước Việt Nam là một đất nước vươn lên. Đất nước Việt Nam là một đất nước mà hiện sâu dưới những phẩm chất của người phụ nữ. Nên chúng ta tôn vinh những người phụ nữ, những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và đất nước chúng ta là một đất nước hiện diện dưới những phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ. Nếu như không yêu đất nước mình, không hiểu về phong tục tập quán của quê hương mình, không bao giờ Nguyễn Khoa Điểm có một ý thơ sâu sắc đến thế, có một hình ảnh thơ đong đầy đến thế, có một ý thơ sâu sắc đến vậy. Đó chính là sự hiện diện của những người phụ nữ Việt Nam dưới ý thơ của mình. Các bạn để ý đi ạ. Trong ngay 9 câu thơ đầu khi nói về đất nước có từ đâu, nó là sự hiện diện của những người phụ nữ. Đất nước có từ bao giờ là dưới sự hiện diện những phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ. Đây, đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Thế tại sao không phải là đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa ba thường hay kể, mà lại là mẹ thường hay kể? Đất nước có trong miếng trầu bây giờ bà. Tại sao không phải là đất nước có trong miếng trầu của ông ăn, đúng không ạ? Đấy, rồi tóc mẹ thì bới sau đầu. Tại sao không phải là gì ạ? À, tại sao không phải là dáng cha thì phơi phới dưới cờ? Đấy, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Tại sao không phải là gì ạ? À, bố đi đánh xe khô lạc ngựa gầy, đúng không?
Đấy, rồi hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần dàng. Tại sao trong một cái phẩm chất của người phụ nữ một nắng hai sương ra đây để có thể làm tôn vinh cho hình ảnh đất nước? Bởi vì đất nước chúng ta là đất nước những người phụ nữ. Đất nước chúng ta là đất nước hiện giờ những phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Mà đâu có một cái dân tộc nào lại có những dáng hình người phụ nữ đẹp đến thế. Có đúng không ạ? Chỉ có ở đất nước Việt Nam này thôi. Chỉ ở cái dân tộc Việt này thôi thì những người phụ nữ mới đẹp được đến thế. Đúng không ạ? Và đất nước chúng ta được hiện diện dưới những phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ, của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Yêu ý thơ quá. Đúng không ạ? Chưa bao giờ chúng ta tự hào về những người phụ nữ đến như vậy. Và trong cái bài đoạn trích đất nước của Nguyễn Khoa Điểm này, rất nhiều những câu thơ khác nữa là sự hiện diện của những người bà, người mẹ. Sự hiện diện của những người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất cao đẹp của họ. Và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích ở những đoạn sau. Các bạn sẽ thấy rõ. Ví dụ hình ảnh là nước là nơi em tắm. Nơi em tắm là gắn hình với bóng hình em. Bóng hình em là sự đổ bóng của bóng hình của mẹ, bóng hình của bà. Dòng nước ấy, bên dòng sông ấy, những người hậu phương vững chắc. Những người giếng nước gốc đa nhớ người gia lính. Rồi còn gì nữa không ạ? À, những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu. Cái sự thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt. Chao ôi! Nó là đã tô điểm cho đất nước. Có đúng không ạ? Và còn rất rất nhiều những câu thơ sau nữa. Các bạn sẽ thấy điều đấy rất rõ. Vậy thì ở 9 câu thơ đầu các bạn có thể mở rộng thêm cho mình một cái phân tích. Đó chính là trong 9 cái câu thơ đầu này á, cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó chính là hình ảnh của những người bà, hình ảnh của những người mẹ, hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, những người mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những người mẹ ôm con ru con à ơi bên cánh võng. Là miếng trầu, hình ảnh người bà ngồi vóm mém nhai trầu, cơi trầu. Là hình ảnh của những người phụ nữ Việt với sự chung sức đồng lòng gom nhặt chắt chiu. Đấy là hình ảnh những người mẹ bới tóc sau đầu, là hình ảnh của người mẹ, hình ảnh của một người phụ nữ bới tóc sau đầu, buộc tóc sau đầu, bới tóc sau đầu. Đấy, cái hình ảnh tóc mẹ thì bới sau đầu này, nó là sự hiện diện của một cái hình ảnh người phụ nữ lao động. Lao động. Nó hiện ra cái sự vẻ đẹp lao động của người phụ nữ. Đối với người phụ nữ thì người phụ nữ Việt thì mái tóc nó dài. Mà chúng ta là đất nước của một nền văn minh lúa nước, làm nương, làm dẫy, làm đồng. Thế khi mà chúng ta cúi xuống để làm này thì cái tóc nó rơi xuống, tóc nó đổ xuống này. Thế là mấy mũi ở đằng sau đây, bới ở đằng sau đây, bới ở đây nó cái buộc gọn đằng sau đây này. Đấy. Thế là chính cái đấy làm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và vẻ đẹp cho sự lao động. Đúng không? Đẹp. Rồi gì? Đây này. Cái keo, cái cột, gừng cay muối mặn. Đúng không? Mặn mà son sắt thủy chung. Rồi hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng. Là một cái công cuộc lao động làm ra hạt gạo dẻo thơm cho chúng ta ngày hôm nay. Mất bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu sự vất vả, mất bao nhiêu giọt mồ hôi. Đẹp đến mức như vậy. Thì đó là cái mà các bạn phân tích chung cho cái nội dung này. Và sau đó là các bạn sẽ làm. Thế cái nội dung này thì đưa ở đâu hả cô? Các bạn đã thắc mắc như vậy không ạ? Nào, cái nội dung này thì đưa ở đâu hả cô? Các bạn đã thắc mắc như thế không? Thắc mắc thì cô Dương giải đáp nhé. Rồi, theo các bạn thì cái ý này đưa ở đâu thì nó sẽ đẹp, đưa ở đâu thì nó sẽ hay, đưa ở đâu thì nó ok, ổn một tí nào. Nào, đưa ở đâu, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi mà còn chưa phân tích mà mấy cái câu dưới đây này. Chưa phân tích được là lỗi tại cô chứ phải lỗi tại em đâu, đúng không? Rồi. Thứ nhất nhá, cái hình ảnh này nó cũng hiện diện ở đây. Nên bạn có thể đưa vào đây, đối với cái 9 câu này các bạn có thể chia ra làm
các ý sau để phân tích. Đầu tiên là bạn sẽ phân tích đây là một luận điểm, hoặc đây là một ý cũng được. Ý một là bạn phân tích cái này, ba câu này bạn phân tích thành một luận điểm, được chưa? Rồi bốn cái câu này bạn phân tích thành một luận điểm, rồi một cái câu này bạn phân tích thành một luận điểm, rồi thành một ý để các bạn làm rõ. Vậy thì một là các bạn đưa vào trước khi bạn phân tích cái câu này. Nếu phân tích cái câu này, trước khi vào phân tích là bạn chỉ ra cái nét đặc sắc, cái nét đặc sắc của đoạn thơ, nét đặc sắc, đấy, cái hình ảnh đặc sắc của đoạn thơ. Rồi hoặc là bạn phân tích bốn cái câu này xong, rồi bạn đưa cái ý vừa rồi đấy, đưa cái ý này này vào này, đó, để bạn phân tích để kết nối giữa cái ý trên và ý dưới, được chưa? Đấy, hoặc là cái cách thứ ba là gì ạ? Cái cách thứ ba là bạn phân tích xong 8 cái câu này, rồi bạn cho vào phân tích. Đấy, bạn đưa vào đây bạn phân tích và bạn đưa vào đây bạn mở rộng. Xong rồi bạn đi đến cái câu kết đều được. Đấy chính là ba cách để bạn có thể đưa cái ý này vào cái quá trình mà các bạn phân tích, hoặc là vào cái quá trình mà bạn làm rõ và nổi bật cái nội dung này. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào. Thì các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Trong cái hình ảnh là tóc mẹ thì bới sau đầu rồi này, thì nó sẽ cho chúng ta hiện diện đó chính là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động. Tóc mẹ thì bới sau đầu với cái tập tục là bới tóc sau đầu. Bới tóc sau đầu. Đấy, là trong lao động tập tục là bới tóc sau đầu. Bới tóc sau đầu là vẻ đẹp của người phụ nữ. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái vẻ đẹp này là vẻ đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam. Nếu như ở đất nước Hà Lan, các bạn có biết những cô gái Hà Lan không? Đấy, các bạn thấy rằng là nếu việc là cái hình ảnh người phụ nữ trong lao động, đây chính là hình ảnh người phụ nữ trong lao động nhé. Hình ảnh, đây chính là cái câu thơ thể hiện hình ảnh người phụ nữ trong lao động. Người phụ nữ trong lao động với hình ảnh, với hình ảnh bới tóc sau đầu, với tóc sau đầu. Và cái hình ảnh bới tóc sau đầu này đã tôn vinh vẻ đẹp, tôn vinh cái vẻ đẹp độc đáo của người phụ nữ Việt Nam. Cô bình một tí nhá, nói đến vẻ đẹp về mái tóc là sự hiện diện trong cái công cuộc lao động của người phụ nữ thì không chỉ có văn học Việt Nam, và không chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có những cái hình ảnh đẹp như vậy. Chúng ta nhớ đến đất nước Hà Lan, đấy, với hình ảnh cô gái Hà Lan, đúng không ạ? Với hình ảnh cô gái Hà Lan, khi mà cô ấy bới gọn tóc lên và đội cái mũ để che đi cái mái tóc đấy, và hai tay thì xách theo hai cái thùng sữa bò, hai cái thùng sữa. Đấy, thì đấy là vẻ đẹp của những cô gái Hà Lan trên những cánh đồng xanh mướt, với vẻ đẹp trong lao động là vắt sữa. Đúng không? Có nhớ hình ảnh đấy đúng không ạ? Rồi vẻ đẹp của rất nhiều những người phụ nữ ở những đất nước khác trong cái công cuộc lao động. Vậy thì có nghĩa rằng là khi nói đến một đất nước, và đất nước Hà Lan cũng đã có rất nhiều những cái bài hát để tôn vinh vẻ đẹp lao động của cô gái Hà Lan. Vậy thì có nghĩa là hình ảnh người phụ nữ trong văn học không phải duy nhất thơ Nguyễn Khoa Điềm có, mà không phải duy nhất trong thơ Việt Nam mới có. Thơ Việt Nam nói về hình ảnh người phụ nữ, người mẹ, người bà trong lao động để hiện lên cái dáng vẻ đấy rất nhiều. Trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu cũng có, đó chính là nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên dãy bể từng bắc bộ. Rồi trong một bài thơ khác của Nguyễn Khoa Điềm cũng có, ngủ ngoan A Cay ơi, ngủ ngoan A Cay hỡi, mẹ thương A Cay, mẹ thương bộ đội, con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, mai sau con lớn vun chày đúng sâu. Nghĩa là gì? Em cu tay ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ, mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội,
nhịp chảy nghiêng, giấc ngủ em nghiêng, mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi. Nghĩa là không chỉ riêng thơ Nguyễn Khoa Điểm mới có sự hiện diện của những người phụ nữ lao động, người mẹ lao động, hình ảnh người phụ nữ trong lao động, mà thơ ca Việt Nam có rất nhiều những cái bài thơ, câu hát để tô đậm cái vẻ đẹp lao động của người phụ nữ Việt Nam. Ví dụ bài Thương Vợ. Đấy, đúng không ạ? Thương Vợ. Còn nhớ bài Thương Vợ không ạ? Thôi chết rồi, Thương Vợ. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xẻo mặt nước buổi đỏ đông. Đấy cũng chính là cái vẻ đẹp lao động của người phụ nữ Việt. Nhưng không chỉ có thơ ca Việt Nam mà văn học nước ngoài cũng tôn vinh vẻ đẹp của những người, vẻ đẹp lao động của những người phụ nữ. Đấy, nó có cả một bài hát về cô gái Hà Lan và rất rất nhiều những bài hát khác, bài thơ khác, có cả một câu chuyện đấy viết về những cô gái Hà Lan. Vậy thì có nghĩa là hình ảnh người phụ nữ trong văn học rất được ưu ái, đặc biệt là người phụ nữ trong lao động. Bởi vì khi mà người phụ nữ trong lao động ấy, nó tôn vinh tất cả những vẻ đẹp từ dáng hình cho đến phẩm chất. Và nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm cũng không thể quên cái hình ảnh đó trong thơ của mình để tô điểm, để tô đậm. Nhưng có một điều như này này. Nhưng có một điều này. Để có một điều khác biệt trong thơ của Nguyễn Khoa Điểm và những tác giả khác khi viết về người phụ nữ trong lao động là gì? Thấy cái này mới là cái đáng gọi là cái này là bình nhá. Cái này mới là cái gọi là đáng sâu sắc này. Các bạn thấy nhá. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Một hai duyên nợ đâu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Rồi đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng, nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên dãy bể từng bắp ngô. Và còn rất rất nhiều những cái câu thơ khác, những bài thơ khác viết về vẻ đẹp của người phụ nữ trong lao động. Nhưng ấy, cái khác của thơ Nguyễn Khoa Điểm là gì? Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cái này cô đã nói cho các bạn ở buổi trước rồi, nhưng mà ở buổi trưa hôm kia hay là buổi đêm hôm kia gì đấy, cô có nói cho các bạn về nét đặc sắc trong thơ Nguyễn Khoa Điểm. Các bạn nào còn nhớ không ạ? Học cô Dương là phải học, một là các bạn có kiến thức nền rồi. Nên những cái này cô nghĩ rằng là phải có kiến thức nền rồi đấy thì mới làm được hết. Ok. Xong nhỉ? Nào các bạn nào nghĩ ra không ạ? Cái khác biệt ở đây là gì? Cái khác biệt của hình ảnh người phụ nữ trong lao động ở thơ Nguyễn Khoa Điểm khác với những nhà thơ khác, nó nằm ở cái chỗ này. Nó nằm ở cái chỗ này này. Nghe nhá. Có nghĩa là Nguyễn Khoa Điểm dùng một hình ảnh của người phụ nữ, một vẻ đẹp của người phụ nữ để gợi lên cái vẻ đẹp lao động. Đây, tóc mẹ thì bới sau đầu, nghĩa là chỉ đang miêu tả về người mẹ bới tóc sau đầu thôi. Đấy, nó khác hoàn toàn với những bài đó là gì ạ? Em cu tay ngủ trên lưng mẹ ơi. Nó đang nói về cái việc là người mẹ giã gạo, rồi điệu con trên vai. Chúng ta hình dung rất rõ là người mẹ đang lao động, đang giã gạo vừa điệu con. Rồi là gì ạ? À, đó chính là nhớ người mẹ nắng cháy lưng. Có nghĩa là cái hình ảnh mà nắng cháy lưng đấy đã soi lên cái sự nhọc nhằn vất vả của người mẹ. Nhưng ở đây không hề nói cái sự nhọc nhằn và vất vả. Đúng không ạ? Không hề nói về là lao động, tóc mẹ thì bới sau đầu. Nó chỉ là miêu tả một hình ảnh của người mẹ thôi.
Đúng ạ, chỉ miêu tả hình ảnh mẹ là tóc mẹ bới sau đầu thôi. Nhưng từ cái hình ảnh bới sau đầu đấy chúng ta nhìn được là cái công cuộc lao động. Nhìn được cái hình ảnh người phụ nữ lao động. Cái hay của cái quan điểm là gì? Dùng hình ảnh để gợi lên. Thế mày nói thơ của cái quan điểm giàu tính chị tính gì ạ? Triết luận. Giàu suy tưởng là bởi lẽ như thế. Là nhìn một hình ảnh thôi nhưng mà suy tưởng nó rất là nhiều ý nghĩa. Đúng không ạ? Nhìn một hình ảnh thơ thôi nhưng mà chúng ta lại gì ạ? À, chúng lại rất là sâu sắc và thấm thía. Thì đấy chính là thơ của một người như nào các bạn? Trời ơi. Nào. Đấy là thơ của một người như thế nào? Chào ơi, còn nhớ đặc điểm thơ của Nguyễn Khoa Điềm không? Tôi chết rồi. Thế này thì chết. Nào. Đọc lại đất nước nào, thơ Nguyễn Khoa Điềm như thế nào? Còn có còn nhớ không hay là quên rồi? Đây ạ. Nguyễn đâu nhỉ? Cái gì? Thơ Nguyễn Khoa Điềm hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của một người trí thức về con người. Đúng không? Trời ơi, đấy. Đấy chính là thơ Nguyễn Khoa Điềm đấy. Thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. Ôi chết. Sorry, nhầm, đọc nhầm. Đọc nhầm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ok. Thơ Nguyễn Khoa Điềm như thế nào? Đây ạ. Thơ Nguyễn Khoa Điềm giàu chất suy tư, cảm xúc lắng đọng, thể hiện suy tư, tâm tư của người trí thức tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến thế nọ thế kia. Đấy. Có đúng không ạ? Thì đó chính là thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Đúng, thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Đấy ạ. Đấy là của một người trí thức. Đúng là người trí thức làm thơ. Sâu sắc vô cùng, thấm thía vô cùng, yêu vô cùng. Yêu những cái vẻ đẹp của con người Việt Nam qua từng hình ảnh. Đấy chính là đặc điểm thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Rồi tiếp theo, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Ở trong cái câu thơ này thì cô chỉ nói thế này thôi. Cô nghĩ rằng là các bạn đã được phân tích cái này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm nên cái sự bền chặt, làm nên cái sự son sắc, làm nên cái nghĩa tình của cha mẹ. Cha mẹ thương nhau, làm nên cái tình yêu, cả sự gắn kết của cha mẹ bây giờ ấy, là xuất phát từ sự cay đắng ngọt bùi. Gừng cay là nói đến sự cay đắng, muối mặn nó nói lên cái mặn mòi, những cái đắng cay, những cái cục cừng, những cái mặn mòi, nghĩa là tình yêu là một cái ngọt ngào, đúng không ạ? Tình yêu là một cái ngọt ngào và làm nên cái ngọt ngào trong tình yêu, trong nghĩa tình của cha mẹ ấy, là nó được vun từ những lát cắt của sự cay đắng, của sự mặn mòi. Và điều đó cho chúng ta hiểu rằng để có được những điều ngọt ngào, để có được những điều chan chứa, để có được những điều mặn nồng, thì chúng ta phải đi qua được những cay đắng ngọt bùi trong cuộc đời này, những đắng cay chua chát trong cuộc đời này. Thế mới thấy rằng để làm nên được cái nghĩa tình trăm năm của cha mẹ là cái sự đồng hành, là cái sự gắn bó, cùng nhau vượt qua những vui buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau vượt qua những cay đắng, cùng nhau vượt qua những thách thức, cùng nhau vượt qua những giông bão. Và như chúng ta cũng thấy, một đất nước Việt Nam để có thể có được ngày hôm nay, chúng ta cũng phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu chua chát, biết bao nhiêu mặn mòi, thì mới có được cái sự, những cái lời ca đi cùng năm tháng. Thì đó chính là cái ý nghĩa này, bạn có thể phát triển thêm. Rồi cái kèo, cái cột thành tên. Cái kèo, cái cột thành tên là đang nói về cái tập tục làm nhà kèo cột. Đấy, tập tục làm nhà kèo cột. Đấy, các bạn có thể nói rõ cho cô một cái như thế này này. Cái kèo, cái cột này này, thành tên, có nghĩa là cái tập tục làm nhà bằng kèo cột. Thì các bạn có thể phân tích cho cô thêm ý như sau. Thứ nhất là cái kèo, cái cột, nghĩa là gắn bó với cái ngôi nhà này. Đấy, nghĩa là cái kèo, cái cột gắn với nhau như thế này để làm nên cái sự vững chắc cho một ngôi nhà. Và dưới cái ngôi nhà này á, đó chính là sự tồn tại và phát triển của những gia đình. Thì có nghĩa là để cho cái ngôi nhà nó chắc chắn là cái sự gắn kết của kèo và cột.
Và người dân Việt Nam thường hay lấy tên kẻo tên cột để đặt tên cho con, để muốn nói rằng anh em trong một gia đình phải hòa thuận, anh em trong một gia đình phải gắn kết, anh em trong một gia đình phải yêu thương thì sẽ làm nên được sự vững chắc của ngôi nhà, của cái gia đình đấy. Và điều đó đã cho chúng ta một sự phát triển là gì? Nếu như một gia đình này có vững chắc thì đất nước mới vững chắc. Bởi vì gia đình chính là một tế bào của xã hội. Nó làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Đó chính là gì? Đó chính là chị em Chiến Việt. Gắn bó đoạn là gì ạ? Là sự đổ bóng của truyền thống gia đình. Và truyền thống gia đình được hiện diện lên qua hình dáng của Chiến và Việt. Và rất rất nhiều những gia đình Việt Nam đều là sự hiện hữu như vậy. Nên cái gia đình có vững chắc, chuyện cái dòng sông của gia đình có chảy, có gắn kết thì mới cùng làm một dòng chảy để chảy về biển đâu. Cái thứ hai nữa, đấy là ý một. Cái ý hai nữa các bạn có thể làm rõ giúp cô đấy chính là gì? Đó chính là cái kèo, lấy cái kèo, cái cột đặt tên cho con ấy, là cũng cái từ cái điều giản đơn bình dị trong cuộc sống để gắn với cuộc đời, gắn với số phận của những đứa con. Tiếp theo, anh em sắp hết giờ rồi. Tiếp theo đó chính là gì ạ? Hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng. Cái câu này bạn thấy là để có được hạt gạo dẻo thơm mà chúng ta ngày hôm nay á, là phải qua một cái quá trình với rất nhiều công đoạn xay giã dần sàng. Đấy, hạt gạo phải một nắng hai sương, có nghĩa là sự chịu thương chịu khó. Xay giã dần sàng là một quá trình lao động để làm nên một được hạt dẻo thơm. Để chúng ta ăn cái hạt gạo dẻo thơm ngày hôm nay phải nhớ đến cái công sức, cái sự lao động để mà trân trọng và nâng niu nó. Và đất nước có từ ngày đó. Đất nước có từ ngày nào ta không biết, không rõ ngày, không rõ tháng, không rõ năm. Nhưng đất nước sẽ có từ ngày chúng ta có truyền thống, chúng ta có tập tục, chúng ta có phong tục, chúng ta có những cái phẩm chất tốt đẹp được hình thành từ nhân dân, được hình thành từ con người, được lớn lên và gìn giữ từ nhân dân. Và đất nước có từ ngày đó. Và đó chính là gì ạ? Ôi dồi ôi. Rồi ok. Và đó chính là rồi ạ. Đâu rồi? Trời ơi là trời ơi. Và đó chính là cái điều mà cô muốn bổ sung cho các bạn trong cái buổi livestream này. Thì đây chỉ là những ý bổ sung trên những nội dung mà các bạn đã có thôi. Và tổng quát lại những nội dung đã có chứ không phải là phân tích. Còn nếu như mà khoảng tầm còn 10 ngày hay 20 ngày trước khi thi á, mà nhận thấy mong muốn của các bạn muốn cô phân tích ấy, thì cô sẽ phân tích. Thế nhưng bây giờ cô đang muốn, một là cô đang muốn hồi lại cái kiến thức mà các bạn đã có. Thứ hai đó là bổ sung và nâng cấp những cái kiến thức đó lên để cho các bạn có phong phú hơn những cái nội dung. Và đấy cũng chỉ là một trong những cái góc nhìn của cô Dương. Và thơ văn Việt Nam thì rất đa dạng phong phú. Mỗi người thì sẽ có một cái liên hệ khác nhau, mỗi người thì sẽ có một cách truyền tải khác nhau, mỗi người thì có một cách giảng dạy khác nhau. Thì cô rất muốn là các bạn rất hãy trân trọng tất cả những cái livestream của tất cả các thầy cô mà ở thời điểm này mà livestream để hỗ trợ các bạn nhá. Và cô Dương cũng chỉ là một trong những thầy cô để livestream hỗ trợ các bạn thôi. Các bạn thấy hay, thấy ý nghĩa thì các bạn hãy ủng hộ các thầy cô đó, trong đó có cô Dương, để có thể lan tỏa đến những bài giảng này tới tất cả mọi người. Ok ạ. Và buổi livestream ngày hôm nay thì cô xin phép dừng lại tại đây, cũng đã một tiếng rồi. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream trưa mai lúc 12 giờ. Và thời gian mà cô live thông thường là 12 giờ trưa, 12 giờ 15 trưa và 12 giờ đêm. Thì nếu như hôm nào mà cô có việc bận ấy, hoặc là cô mệt, hoặc là con cô ốm ấy, thì là cô không live. Còn không thì cô sẽ live đều đến lúc thi nha các bạn nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ livestream của cô Dương. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúc các bạn có một buổi ôn tập thật là buổi ôn tập tốt và hiệu quả. Và hẹn chúc các bạn ngày mai là một ngày học tập với những cái kiến thức để chắc chắn để ôn tập nhé. Ok, bye bye các bạn.